Hello, xin chào anh em. Hôm nay lại có món giới thiệu tới anh em. Đó là con Kalong G2010. Tình trạng máy lúc nhận là đây, bản in của nó bị đây anh em à. Thiếu màu. Tự nhiên nó bị thiếu màu, nên bây giờ phải xử lý như nào? Đó, anh em làm theo hướng dẫn nhé. Đây, tôi quay vào màn hình của máy tính này. Đấy. Đây, chúng ta vào Control Panel này. Device này. Anh em cứ nhìn theo cái con chuột tôi di này, đó kích phải chuột này, sau đó tôi chọn print property này, tại đây thì tôi chọn tiếp đến cái mục đó, đây là print này, print đó. Tại đây thì chúng ta chọn cái mục method này, đó đây tiếp tục chọn đến cái biểu tượng cái kìm và cái tua vít này. Tại đây thì chúng ta chọn cái gì, chọn mục non check. Chọn print. Ok. Ở trên đây chúng ta để ý nhá, như mé bên tay phải của tôi đang để chuột, đây là đầu phun của chúng ta đang bị tắc. Chúng ta phải clean để cho nó ra được cái nhịp bên trái này, là ok là được. Giờ tôi đang đợi thì máy nó sẽ in ra một tờ. Bản in của chúng ta đây, đây nha các bạn, đó đây là tình trạng bị thiếu màu này. Thì trường hợp này nếu mà chúng ta muốn nhanh, chúng ta thoát đi, exit đi nhá, đừng chọn clean ở đây mà chúng ta exit này, ở trên này nhá, dev clean này, đây các bạn này, dev clean, nó sẽ clean cho chúng ta. Ví dụ vào đây chúng ta nó bị tắc màu thì chúng ta chọn chỉ có màu, đây nó có màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Còn ở trên all color có nghĩa tất cả các màu thì chúng ta bỏ qua, không không dùng cái này, mà chúng ta nên dùng cái in đây các bạn này. Đó, chúng ta dùng cái chọn cái mục này, ok này. Chúng ta chọn ok. Đó, thì là máy nó sẽ clean, nó sẽ hít mực cho chúng ta. Chúng ta chọn thì nó sẽ hít tất cả các màu, chúng ta nên chọn ôn. Rồi chúng ta chọn như vậy là máy nó sẽ hút hút mực, nó sẽ clean cho chúng ta để được thông được đầu phun. Chúng ta chờ một lúc để máy nó clean xong thì chúng ta sẽ in thử. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ in thử một bản cho các bạn xem nhé. Là check, đây chúng ta vào cái mục là check này. Tôi zoom lại gần này, ok này, chọn print check này, chọn ok này. Tôi quay ra máy in. Máy đang quét mực để tiếp tục in. Trong quá trình chúng ta in, máy in full này rất hay bị cái tình trạng như này. Đấy. Đây rồi, bản in ra đây rồi các bạn. Đây nha các bạn. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta clean, vệ sinh cái đầu full. Tuy nhiên để chúng ta có được bản in nó đẹp hơn thì chúng ta cũng nên đặt nó chế độ in nó chậm hơn một chút xíu thì bản in nó sẽ cho ra đẹp hơn rất nhiều. Video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để cài đặt để máy cho bản in đẹp hơn, cũng như là tốc độ in nó đương nhiên nó sẽ chậm hơn trong quá trình các bạn sử dụng cũng như là sửa chữa gặp vấn đề trục trặc về máy in.
phun in laser thì vui lòng hãy liên hệ với lại công ty Minh Khuê, thì chúng tôi sẽ có đội ngũ kỹ thuật đến tận nơi để xử lý cho các bạn trong trường hợp cần thiết, còn không thì chúng tôi có thể là tư vấn qua điện thoại cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy hay và ý nghĩa thì vui lòng cho một like, một share và đăng ký kênh, thì chúng tôi sẽ cho ra được những cái video mới mà ý nghĩa hơn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.